Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, trưa ngày 4 tháng 9, Công an xã Tân Phèo nhận được tin báo của người dân phát hiện hai thi thể, một nam một nữ, tại đường sản xuất đồi Kèo Kìa, xóm Phôn, xã Tân Minh. Cơ quan chức năng ban đầu xác định người nam sinh năm 1989, người nữ sinh năm 1991. Hai người là vợ chồng, cùng trú tại xóm Phồn, xã Tân Phèo, huyện Đà Bắc. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lời khai những người liên quan. Qua đó xác định, người nữ có dấu vết tác động ngoại lực dẫn đến nứt vỡ hộp sọ để lộ tổ chức não. Người nam tại khoang miệng có dị vật màu xanh, nghi là lá ngón. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đà Bắc và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đà Bắc đã báo cáo cấp trên và tiếp tục điều tra vụ việc.